Chào các bạn, mình là Chloe. Và mình là Regina. Đây là Safe Place, nơi mà các bạn lắng nghe chúng mình chia sẻ về những kiến thức tình dục một cách cởi mở nhất. Và bây giờ là Your Gasm. Regina này, cho mình hỏi một câu nhé. Là bạn nghĩ như thế nào về vấn đề xếp sách nhỉ? Mình nghĩ xếp sách là một vấn đề rất là quan trọng và mình nghĩ ai cũng nên có và biết về xếp sách. Thứ nhất là nó có tác dụng đối với sức khỏe của bản thân mình này. Thứ hai là nó có tác dụng đối với sức khỏe của bản tình. Và thứ ba là mình thấy là nó có tác dụng đối với sức khỏe của cộng đồng. Tự nhiên trong cộng đồng khi mà các bạn xếp sách, tự nhiên cộng đồng tự nhiên thiếu đi hai người, hai hoặc nhiều người không có nguy cơ bị những cái bệnh liên quan đến đường tình dục. Và mình cũng nhận thấy là thì khi mà tâm lý thoải mái để lâm trận thì tất cả những cái yếu tố xung quanh khác nó sẽ đều cảm thấy thoải mái tự nhiên và các bạn sẽ enjoy cái cuộc vui hơn. Như kiểu là không phải lo là cũng có dính bầu không? Có bị lây nhiễm các bệnh tình dục không? Đó. Vậy thì Chloe thì mình muốn hỏi là các biện pháp xếp sách mà bạn biết là gì? Thì cũng rất là nhiều những cái biện pháp phổ biến thôi. Ví dụ như là phổ biến nhất chắc chắn là phải nói đến là bao cao su này. Thứ hai là thuốc tránh thai hàng ngày này. Và hiện tại bây giờ còn có những cái sản phẩm như là bao cao su dành cho phụ nữ nữa. Nó rất là nhiều. Nhưng mà để nói về cái vấn đề là cái biện pháp nào an toàn và nó có thể phòng ngừa được nhiều những cái rủi ro nhất thì chắc chắn mình vẫn sẽ gọi tên bao cao su. Bởi vì là bao cao su vừa ngăn bạn bị lây nhiễm những cái bệnh tình dục này, vừa ngăn bạn có bầu này hay là có thai ngoài ý muốn này, thì đấy quả là một phương pháp mà chắc chắn là ai cũng phải sử dụng. Thế thì Regina này, không biết là nói về xếp sách rồi thì Regina đã gặp phải một cái tai nạn nào đấy mà khiến cho cuộc vui của mình không hề an toàn chưa? Tai nạn thì mình cũng gặp rồi, thậm chí là gặp nhiều. Nhưng mà nói chung là trong cái cơn mê thì mình, thứ nhất là mình không đấy, mình không mang không mang bao cao su, không mang thuốc PrEP của mình. Thì hôm đấy mình đi cũng đại khái là mình cũng đang trong một cái trạng thái rất là mê man, rất là thích phấn. Rất là hưng phấn. Và mình và cái người đó cũng bảo là họ không có. Và mình cũng không muốn dừng lại cái chuyện đấy ở đấy. Chỉ dừng lại ở việc kết sinh hay là oral như nào đó. Thì nói chung là mình vẫn go for it. Live a little. Nói chung là sau đấy thì mình cũng có hối hận một chút. Nhiều chút chứ không phải một chút. Bởi vì là cũng hơi lo sợ một chút là đó. Nhưng mà cũng rất là may mà mình là một người dùng PrEP thì mình sau đấy là mình cũng có đi test các kiểu khám sau thì rất may là mình đang vẫn là kết quả negative về HIV nha mọi người. Rất là an toàn. Nói vấn đề về bao cao su này thì Chloe nghĩ rằng ai nên là người mang bao cao su đi cho các thì cái vấn đề này quan điểm của mình nó rất là khách quan luôn và đôi khi là mình thấy cái này nó không chỉ là phụ nữ hay là đàn ông top hay là boss mà ai trong tất cả chúng ta cũng đều nên có bao cao su nha mọi người. Bao cao su cho everyone. Có rất là nhiều thương hiệu ở đây nhưng mà các thương hiệu nếu mà muốn quảng cáo liên hệ bọn em nhé. Anh chưa có sponsor. Và khi mà mang bao cao su, các bạn chủ động mang bao cao su đi thì không chỉ là một người biết bảo vệ sức khỏe của bản thân chính mình, ngăn ngừa những cái bệnh mà kể cả đối với bạn tình của mình. Và cái điều này nó rất là bình thường. Bây giờ mua bao cao su cũng rất là dễ, chúng ta có rất nhiều hiệu thuốc này, có rất nhiều sàn thương mại điện tử, các bạn cứ lên trên đó các bạn đặt, người ta sẽ ship về tận nhà, không phải đi đâu mà người ta còn che tên rất là cẩn thận. Thì ai cũng nên mang và ai cũng nên chủ động. Thật ra một phần nữa mình nghĩ là nhiều người cũng đang hơi ngại về cái việc là mua bao cao su. Bởi vì khi mà đi mua bao cao su họ sẽ ask for cái việc là để nó vào trong một cái túi ni lông đen để che đi. Nên là mình cũng nghĩ là thực ra cái này cũng chỉ là cái bình thường thôi, ai cũng có nhu cầu cả. Và thậm chí những người biết sử dụng cái bao cao su mới là những người đáng khen đúng không? Mới là những người được tuyên dương. Chứ đừng ai như mình cho những lần tai nạn nha. Vậy thì nếu mà một ngày đẹp trời mà bạn tình lâu năm của bạn muốn sử dụng không bao, muốn chơi không bao thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Để mà nói thì quan điểm của mình về việc này khá rõ ràng. Mình sẽ nhất định là say no, bởi vì là mình không, chúng mình vẫn kể cả trong một mối quan hệ lâu đi thì chưa chắc là chúng mình sẽ có những cái gọi là những cái dự định tương lai lâu dài này, hay là mình đã muốn là ở đến đây thôi, là mình muốn có gia đình, muốn có xây dựng tổ ấm với cả bạn này rồi. Thì cái việc là các bạn không sử dụng bao cao su nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả, ví dụ như là mình sẽ có thai ngoài ý muốn này, có thể lây nhiễm các bệnh tình dục mà mình không hề biết là bạn kia có mắc hay không ấy. Thế nên là đối với những bạn đã rõ ràng về quan điểm và cũng đã xác định là mình sẽ tiếp tục có bước tiếp theo trong cuộc đời mình là có em bé, thì mình nên là hai bạn dẫn nhau đi xét nghiệm định kỳ để xem tổng quát, để xem là có mắc bệnh gì không, sức khỏe có ổn định không, sau đó thì có thể tiến đến những cái bước tiếp theo cùng nhau. Sẵn thì nói đến cái vấn đề là xét nghiệm định kỳ, mình cũng biết là Regina là một người rất là chăm chỉ xét nghiệm, thì bạn nào có thể chia sẻ về cái vấn đề này được không? Cũng rất là đơn giản thôi, mình là một người sử dụng PrEP. Mọi người cũng nên sử dụng PrEP nha. PrEP thì nó là một cái sản phẩm thuốc để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm HIV, và nó chỉ sử dụng được cho những người chưa bị mắc HIV thôi. Và nhưng mà thì khi mà bạn muốn sử dụng cái này thì bạn sẽ phải đến những cái phòng khám và bạn test xem mình có bị mắc những cái bệnh HIV không, hay là họ cũng sẽ test luôn cho bạn như là bạn bị mắc giang mai này, và có bị mắc lậu hay là viêm gan B, C gì đó không. Nhưng mà mình có một lưu ý cho các bạn, nếu các bạn muốn sử dụng PrEP thì đó là PrEP thì chỉ tránh lây nhiễm được HIV thôi nha. Còn những cái bệnh tình dục khác thì nó vẫn không thể nào phòng tránh được. Nên là tốt nhất mọi người vẫn cứ nên chắc nhất là dùng bao cao su. Vậy thì đối với Chloe thì sao? Thì có thể là đối với phụ nữ thì sẽ khác một chút, là cái thời điểm xét nghiệm định kỳ của mình sẽ dài hơn, nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 6 tháng. Và không chỉ là những bạn đã quan hệ tình dục mà những bạn chưa quan hệ tình dục cũng nên khám định kỳ. Bởi vì là mình cũng không thể biết được là ví dụ như là quần áo hay là những cái vật dụng, ví dụ như masturbate chẳng hạn, nó có bị viêm nhiễm không, hay là có bệnh gì đang bị tiềm ẩn ở trong người hay không ấy. Thì khi mà mình đi xét nghiệm định kỳ ấy, đối với những cái bạn mà đã quan hệ tình dục rồi thì mình có thể biết được là các cái mô cơ của mình có bị tổn thương không, có bị viêm nhiễm gì không khi mà mình quan hệ tình dục mạnh bạo chẳng hạn đó. Thì ngoài ra thì mình cũng nên tiêm cả SPV để đảm bảo ung thư không bị lây nhiễm ung thư của tử cung nữa, nó rất là cần thiết cho sức khỏe của phụ nữ. Cũng là một người mà dù có come out xa hay come in xa thì cũng không thể nào mà dính màu được. Thì theo mình muốn hỏi Chloe là một số những người mà họ có một cái biện pháp là come outside, come bên ngoài đó, thì họ đây có phải một biện pháp an toàn không? Cái này chắc chắn là không nhá, cái này là phải phủ định luôn nhá, không nói nhiều. Là cái biện pháp, mình có một người bạn, là bạn này là the first time của bạn ấy với cả một anh, thì anh này đã khuyên bạn này là em yên tâm đi, là anh come outside không sao đâu. Thế mà cuối cùng thì mãi về sau bạn ấy cũng phát hiện ra là anh ấy không come outside mà là anh ấy vẫn come inside, nhưng mà vì là bạn là the first time mà, và những cái lần tiếp theo cùng một người thì kiểu bạn ấy cũng không biết được là anh ấy lừa mình như thế nào, và và cũng không biết được là cái việc come đấy nó có an toàn hay không ấy. Và cái cuối cùng là chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, là bạn ấy cũng đã có bầu và rất may là anh kia cũng chấp nhận cưới, và hai bên vẫn vui vẻ với nhau. Nhưng mà mình muốn nói là kể cả các bạn có come inside hay là outside thì cũng nên sử dụng bao cao su, bởi vì khi mà các bạn come outside có thể cái xác suất mà mình bị dính bầu ấy nó rất là nhỏ. Thế nhưng khi mà các bạn come như thế thì trong cái quá trình các bạn have sex với nhau ấy thì nó vẫn sẽ bị lây nhiễm các bệnh tình dục, và cái đấy thì kể cả bạn come in hay come out thì nó cũng vẫn lây nhiễm bình thường. Bởi vì là những cái bệnh tình dục này nó phải mất một thời gian nó ủ bệnh thì nó mới phát hiện ra được bên ngoài, có những cái biểu hiện ở bên ngoài, đúng không? Bên cạnh những cái việc sex thì mình thấy một cái
cái khác đó chính là oral sex, cũng chính là một biện pháp để mà bạn có thể biết được một cái biện pháp bổ trợ cho cái việc xếp sách. Như kiểu là khi mà bạn oral sex, bạn làm ở nơi mà có ánh sáng, nhớ là các bạn nên làm những nơi có ánh sáng đủ và vừa đủ để nhìn nha, thì các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài cái dương vật mà bạn tình của mình có, nó có biểu hiện gì kỳ lạ không, như kiểu là đốm trắng hay đốm đỏ gì đó, một như kiểu là một phần nhìn thấy nó và biết được và đặt nghi vấn, dừng lại ngay lập tức. Ngoài ra thì để tránh dính bầu, các bạn cũng có thể dùng các đồ chơi anal sex đi cửa sau, nhưng mà nếu mà đi cửa sau thì nên sử dụng lube, che tên thương hiệu nên sử dụng lube, thì bởi vì là lúc nó sẽ giúp các bạn giảm đi cái sự ma sát làm gây chảy máu mô cơ các kiểu đó, và chắc chắn là phải sử dụng bao cao su cho những cái lần đấy này rồi. Tóm lại thì mình thấy là cho dù các bạn có sex như thế nào, sex với ai và với giới tính nào đi nữa, thì việc sử dụng bao cao su vẫn là một vấn đề cần thiết và bắt buộc phải làm khi các bạn chưa muốn có gia đình và muốn có một cái sức khỏe an toàn tình dục. Tiếp theo là mình nghĩ các bạn nên phải đi, chắc chắn là phải đi xét nghiệm định kỳ rồi, để đảm bảo là mình không mang một cái mầm bệnh gì đó. Hai nữa là các bạn cũng nên chọn những bạn tình uy tín, mặc dù câu này thì cũng hơi khó vì mình và cái số lượng bạn tình nó cũng phải vừa phải thôi, cũng không phải quá nhiều. Chọn uy tín thì có nghĩa là mình cũng nên xem anh nào mà nói là anh hứa sẽ sử dụng bao cao su nhưng mà trong cuộc chơi anh không lột tháo vứt đi. Và mình phải kiểm soát được điều đó nha, chứ các bạn đừng có mà nằm đó như con sao biển để mà để các anh kiểm soát. Các bạn phải kiểm soát những cái điều đó, luôn check lại cho chắc. Và như vậy là tập đầu tiên của Yorgasm đã kết thúc. Nếu các bạn có những câu hỏi hay các bạn muốn làm thêm về một chủ đề nào đó, thì các bạn có thể gửi email, gửi thư vào hòm thư của fanpage Yorgasm. Và các bạn hãy follow bọn mình trên Spotify, SoundCloud và các nền tảng mạng xã hội khác. Đến bây giờ thì Regina và Chloe sẽ chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người trong tập 2 nhá. Xin chào. Nhớ dùng bao cao su nhá.